ra thì em rất là vui khi mà được mời tới tham dự cái buổi ra mắt của công chiếu Ròm. Thật sự là em biết Ròm rất là lâu và biết ekip của Ròm, là cái quá trình làm Ròm ấy rất là gian khổ, là khó khăn. Trước khi mà Ròm được ra mắt ấy thì phải trải qua một cái quá trình rất là cực để mới có thể ra mắt được khán giả. Thậm chí là em phải xin phép ekip, xin anh đạo diễn là anh có thể cho em xem trước không, sự xem chui ấy. Tại vì em sợ là trong khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian mà cũng chưa được xét duyệt ra, thì em sợ là Ròm không thể nào đến được với lại công chúng, cho nên là em có xin phép anh đạo diễn là xem trước, hay là xem chui lên mạng không cho. Cho nên em rất là vui mừng vì cuối cùng Ròm cũng được ra mắt công chúng và em được ngang nhiên mời đến đẹp xem như thế này. Nhưng mà phim Ròm được giải nữa, cho nên là cái cảm xúc của em nó như thế nào? Em thật sự rất là vui và tự hào về ekip làm phim Việt Nam của mình, là dòng phim điện ảnh Việt Nam của mình là càng ngày càng được công chúng biết và đón nhận và được yêu quý nhiều hơn và được giải quốc tế nữa. Cho nên là em cảm thấy rất là hạnh diện và rất là tự hào về ekip của mình và rất là thương các ông, phải ekip của mình, ekip mà em chơi cùng, em quen biết vậy. Cho nên là em cảm thấy rất là vui và rất là tự hào về ekip các anh. Em kỳ vọng gì vào bộ phim này? Em cũng không biết là mình kỳ vọng gì nữa, tại vì em chỉ biết là cái quá trình làm phim mà thực hiện Ròm rất là vất vả, rất là khó khăn, cho nên là em muốn xem thành quả của mọi người lên phim thì sẽ hoành tráng như thế nào. Và em cũng nghĩ là em sẽ học hỏi được rất là nhiều về phim này để mình có thể trao dồi kinh nghiệm diễn xuất của mình. Chúc cho Ròm của các anh trong ekip thật là thành công, được rõ được nhiều sự yêu thương của khán giả, và chúc cho dòng phim điện ảnh Việt Nam của chúng ta càng ngày càng vươn xa giống như là Ròm. Và gì nữa nha chị nhỏ? Cái mùa dịch nó đang rơi trong mùa dịch đó. Khuyên mọi người đi nhé. Mọi người ơi, mọi người nhớ ra ủng hộ Ròm nhé và nhớ đeo khẩu trang. Rồi bây giờ chị hỏi riêng về Vân nhé. Không biết là sắp tới thì Vân có cái dự án về phim điện ảnh hay là cái gì không, có thể chia sẻ với mọi người? Em nghĩ là đâu, em thì không bao giờ nói trước một cái gì hết, cho nên là các bạn nào mà yêu quý Thanh Vân thì các bạn nhớ theo dõi Thanh Vân để xem thử là Vân có dự án gì nhé. Còn bây giờ thì em sợ nói trước mùa qua. Em cũng chưa nên nói được. Nhưng mà mùa dịch vừa qua thì em ở nhà em có bị tăng cân hay không, và em có phát hiện ra là mình có thêm những cái tài lẻ gì trong mùa dịch không? Thật ra thì em có tăng cân, em ăn rất là nhiều, nhưng mà mùa dịch vừa rồi thì em ở nhà em vẽ tranh lại và em vẽ rất là nhiều để mà mình khỏi phải suy nghĩ hay là kiểu lo lắng quá nhiều ấy. Cho nên là em vẽ thôi, em không làm gì cả. Nhưng mà sắp tới Tết Trung Thu á thì không biết là Vân có cái kỷ niệm gì về ngày Tết Trung Thu ngày xưa đến giờ, và năm nay thì em sẽ đón Tết Trung Thu như thế nào, em bật mí với fan chứ. Thật ra thì em cảm thấy rất là may mắn khi mà sinh nhật của em lại trúng ngày Trung Thu luôn. Nhưng mà thường thì Trung Thu hay là sinh nhật thì em chỉ ở nhà một mình để ngủ hoặc là sẽ ăn uống với các bạn sơ sơ thôi, chứ em không thích làm gì hoành tráng cả, em sẽ thích tận hưởng nó một mình đấy. Chúc các bạn có một buổi Tết Trung Thu thật là hạnh phúc, thật là mát bên cạnh gia đình và người thân, và đặc biệt là người yêu của mình nhé. Ok rồi, cảm ơn bao nhiêu.